Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay quay lại clip kinh giải trí tổng hợp Ba Phi nha. Hôm nay mình đang tăng múa đông các bạn. Hôm nay mình quay một cái clip, mình thử thử thách xuống dưới sình ngủ trong vòng mấy tiếng hồi các bạn. Đó, đây là nguyên cái con mương, là đất 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 bãi không nha các bạn. Đó, đây là Lại nguyên cái nguyên con mương cảnh đất đất bãi không móc à. mương rồi là đang móc phụ ta đi, Thôi không đi ngâm bùn. giờ mình xuống đây nè, mình nay mình đi cũng với cái em Linh nè, với bạn Linh nè, với đó là con của Linh. Ngân chào mấy bác rồi con. Hello. Rồi giờ các bạn coi mình nha. Chào các bạn nha. Tắt cái lên led giùm mình, quên mở led mình là thử thách mình tắm sinh nha các bạn. Sao không không thấy cháu sao đâu mình Thục hết rồi. Đây đây nè, xích đây nè, nó mới chui đây nè. đấy còn hơn mà lầy 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 tivi nữa nè. Đó các bạn, giờ lấy mình sành rồi mình test mình phải hết nha. Mình sẽ làm cái người tắm sành giống như người Thái nha các bạn. Người Thái cũng có tấm sình nè. Có tấm sành, tấm tấm trắng bằng sành đó. Bùng Có cáo cáo sao nè. Đó rồi phan luôn, các bạn đợi mình thật cáo sao này xong mình sẽ làm tấm sình cho các bạn coi nha. Con này bự à. Hàng cùng mà đâu mất tiêu rồi. Bắt được nào nuốt con đó luôn. Ủa cái hàng cùng mà nó mất tiêu ta. Bùng không chuối. Má nó không dính con bự quá. Đây nè, hàng này nè. Hàng này hả? Ừ. Nó sâu quá, nó kén mà không động. À, Tét cái mặt luôn. chịu chút xíu đi. chịu thôi, chịu chi rồi phải chịu chơi Đó, bạn giờ mình nằm ngủ đây tới sơ xế mát mát về nha các bạn. rồi để điện thoại đây đi về hết là chút cũng về. Nằm nằm ngủ đây mát ghê các bạn ơi, nằm đây phải nói mát cực kỳ mát luôn á, nằm đây là ngủ còn hơn ngủ máy lạnh nữa. Giờ này cũng chín mấy 10 giờ trưa các bạn, giờ này giờ ngủ trưa nha. Mai chơi, chơi lại một bữa. Ở nhà không không cho ngủ rồi ra đây mương nằm ngủ các bạn. Ông chuẩn bị khùng không nhìn. Ông nào Vô đi. để nằm chút xíu rồi. Chơi phải chơi vậy đó, ra nhà ở nhà không cho ngủ ra mương nằm ngủ chú ơi, trong nhà đực quá ra mương nằm ngủ cho mát. Qua đây bác cắm sao đi, qua đây đi.
Nãy giờ 5 tiếng rồi đó, vô đi. Mấy giờ ta? 5 giờ rồi. Mấy giờ này mới ngủ dậy các bạn. Từ nãy giờ nằm ngủ cả buổi trời mà. Không hay biết luôn. Mình mới ngủ với sình dậy nha các bạn. Nói giờ mình mới dính sình luôn nè. Giờ kiếm chỗ nào tắm cái rồi. Trời đắng. Đắng cái cây cầu đó. Nằm ngủ với sình mà cảm giác mát lắm các bạn. Mát còn hơn ngủ ở phòng máy lạnh nữa. Mát là mát thiên nhiên luôn đó nha. Lại đây nè, sau đây nè. Sau lưng à, đây cũng có hàng à. Má chạy kìa, chúng hôm nay để vụ chảy máu rồi. Lặn xuống đầu sình luôn, cái đầu sình luôn cả, lặn xuống. Đóng đó lại luôn.